Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật để làm việc nhanh hơn với Excel, đấy chính là xem nhanh cái giá trị mà của vùng chọn của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta muốn xem tổng của một cột, của một dòng hay giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, hay nhỏ nhất của một cái khu vực chúng ta chọn chẳng hạn. Thì sẽ có rất nhiều cách À, cách đầu tiên các bạn có thể tính toán ra tất cả những giá trị đấy nhưng mà trong đôi khi trường hợp các bạn muốn xem nhanh dữ liệu thì các bạn có một cách nhanh hơn đấy chính là dùng cái customer status bar ở đây đó à, cụ thể hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem năm cái chỉ số thứ nhất là giá trị trung bình của vùng chọn ví dụ của một cột à, đếm số lượng đối tượng của vùng chọn tổng của một vùng chọn số giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất Thì cụ thể ở đây, ví dụ như là các bạn muốn xem tổng của cái cột này chẳng hạn thì các bạn có thể là tính tổng của cả cột là 889.905.000 đúng không? Bây giờ giả dụ là mình không tính cái, không đặt làm phép tính thì làm sao mình có thể tính được Cách rất đơn giản, các bạn chỉ việc chọn cả cái vùng này và ngay lập tức ở dưới xanh xây thất 3 thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là con số bao gồm các chỉ số giá trị trung bình, số lượng đối tượng, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và xăm. Các bạn nhìn thấy không? 889.950.000 ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy rất là rõ. Và chỉ một thao tác đơn giản như thế thôi thì các bạn có thể là lấy ngay cái số lượng ở đây và các bạn... Uh, Gõ vào văn bản hay là kế hoạch của các bạn một cách nhanh chóng mà không cần đặt phép tính hay trong quá trình thảo luận chúng ta muốn xem nhanh dữ liệu chúng ta có thể xem được ngay. À, mình có một ví dụ nữa, ví dụ ở đây chúng ta thay vì chọn một cột thì chúng ta chọn cả hai cột như thế này, bao gồm cả chữ, cả số. Thì ở đây nó vẫn tính cho chúng ta giá trị trung bình là đây là 2 triệu à, uh, số đối tượng là 30 bao gồm cả đối tượng số và chữ giá trị nhỏ nhất là 100 uh, 1 triệu 650.000 lớn nhất là 2 triệu 350.000 và tổng là ở uh, đây là 30 triệu Vâng và trên đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn uh, một cách rất là nhanh để xem nhanh tổng giá trị uh, trung bình rồi là lớn nhất nhỏ nhất của một vùng chọn Chúc các bạn thành công